hai dự án thì được tiến hành song song, nhưng mà hơn 10 năm trôi qua mới chỉ có một dự án được hoàn thành. Hàng trăm hộ dân nằm trong vùng dự án treo của huyện Tiên Phước đã gửi bức xúc này đến các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tại buổi tiếp xúc cử tri vào chiều nay. Dự án kè chống sạt lở và đường tránh lũ sông Tiên được triển khai từ năm 2011. Nhiều hộ dân đã hiến đất để làm hai dự án này. Thế nhưng hơn 10 năm trôi qua, hàng trăm hộ dân ven bờ kè chưa được đền bù tái định cư. Hộ được bố trí tái định cư thì không có sổ đỏ. Năm 2012 thì đã hoàn thành cái dự án bờ kè. Thế thì không biết như thế nào mà vì lý do gì mà rút cục lại không trả đất lại cho người dân chúng tôi. Và cũng đồng thời nữa là không có sổ đỏ. Tại vì là nếu như những cái người mà họ kiện tụng nhiều thì coi như họ được cấp một miếng đất thì cấp theo cái văn bản của huyện thôi chứ còn không có sổ đỏ. Thế thì coi như nhiều cái nhà đó là họ lùm nhà trái phép. Họ lùm nhà trái phép ở thì tức thể là coi như đó là một cái sai với pháp luật. Tại vì không có sổ đỏ thì làm sao mà lùm được cái giấy phép xây dựng. Tỉnh ủy Quảng Nam đã yêu cầu kiểm điểm huyện ủy Tiên Phước và các ngành liên quan đề nghị có phương án giải quyết. Chỉ đạo thanh tra tỉnh, thanh tra đã có kết luận. Chiều giờ tôi cũng rất nóng ruột với việc này rồi. Riêng cái này báo cáo là tôi bản thân tôi đã tiếp công dân Tiên Phước một lần rồi. Từ khóa 14 đến tận bây giờ cũng đã có thông báo với luật rồi nhưng mà rất là ị ạch. Thế tôi đề nghị đấy, các đồng chí lãnh đạo huyện trả lời dứt điểm hai việc. Triển khai thực hiện những cái thông báo kết luận chỉ đạo của tỉnh và của kết luận thanh tra tỉnh tới nay đến đâu là cái thứ nhất. Thứ hai, trả lời hai câu hỏi của bà con nói bây giờ có làm hay không làm. Bây giờ làm thu hồi đất đền bù tới đâu, giải quyết thế nào. Không làm trả đất cho dân có trả được không? Thứ hai việc trả lời dứt điểm. Thì ủy ban nhân huyện Tiên Phước sẽ thực hiện và triển khai thực hiện và sẽ đảm bảo là trả đất cho người dân theo đúng quy định pháp luật. Cố gắng từ nay đến cuối năm sẽ tổ chức đối thoại với người dân một lần về hai dự án này để làm rõ một số nội dung trước khi mà thực hiện các việc tiếp theo. Đại diện chính quyền cũng cho biết dự án đường tránh lũ đã dừng, thay vào đó là dự án đường Tôn Đức Thắng nối với đường kè, đầu tư khu tái định cư. Đến khi nào triển khai xong khu tái định cư sẽ bố trí cho các hộ bị ảnh hưởng.